Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Hôm nay thứ Hai ngày 25 tháng 9, chương trình có những thông tin chính sau đây. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Triển khai các biện pháp ngăn chặn bệnh lùn sọc đen hài lúa. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa do đồng chí Trần Thị Bích Thủy, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh. Làm việc với đoàn có đồng chí Mai Thức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh. Thông qua phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, nhiều nét đẹp trong văn hóa lao động sản xuất đã được hình thành. Các mô hình giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng phát triển. Đạo đức truyền thống tốt đẹp được khơi dậy và giữ gìn, tình làng nghĩa xóm được thắt chặt, tệ nạn xã hội được đẩy lùi. Công tác đền ơn đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo được thực hiện tốt hơn, chính sách dân số kết hóa gia đình có nhiều chuyển biến tích cực. Toàn tỉnh hiện có gần 90% gia đình đạt gia đình văn hóa, gần 96% cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, 94% làng bản, khu phố đạt làng bản, khu phố văn hóa, 100 trên 141 xã phường thị trấn có nhà văn hóa trung tâm. Phong trào đã có những tác động tích cực đến chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Về giải pháp thực hiện phong trào thời gian tới, đồng chí Mai Thức, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh nhấn mạnh, địa phương tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở, tổ chức tuyên truyền vận động cho cán bộ nhân dân nhận thức đầy đủ về thực hiện phong trào, triển khai các chỉ đạo của Trung ương, lồng ghép các chương trình của phong trào để hoạt động có hiệu quả. Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thị Bích Thủy, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đề nghị tỉnh Quảng Trị cần tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch đề án truyền thông thực hiện phong trào, nâng cao nhận thức, tạo sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân về phong trào này, thường xuyên kiện toàn và đổi mới phương thức hoạt động của Ban Chỉ đạo cả cấp, tăng cường phối hợp giữa các thành viên trong Ban Chỉ đạo, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, thực hiện quy trình bình xét, đảm bảo công khai, minh bạch, tạo bền vững trong thực hiện phong trào, tăng cường kiểm tra giám sát thực hiện phong trào tại cơ sở. Trước đó, Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Trung ương đã có buổi làm việc với huyện Vĩnh Linh, địa phương có nhiều cách làm hay và đã được kết quả đáng khích lệ trong thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Quảng Trị do đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tình hình triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cơ sở Hạ tầng Quảng Trị và VNPT Quảng Trị. Nhận thức việc thực hiện quy chế dân chủ là giải pháp hiệu quả để tháo gỡ những vướng mắc, mâu thuẫn xảy ra, ngăn chặn những hành vi lợi dụng dân chủ vi phạm pháp luật, trục lợi, gây mất đoàn kết nội bộ. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cơ sở Hạ tầng Quảng Trị đã thường xuyên quan tâm triển khai và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công nhân viên và người lao động. Công khai cho người lao động biết và tham gia ý kiến vào nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất hàng năm, xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể và các nội dung liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động. Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Đức Dũng đánh giá cao nỗ lực của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cơ sở Hạ tầng Quảng Trị trong việc thực hiện quy chế dân chủ tại đơn vị, đồng thời đề nghị công ty tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn do đặc thù của đơn vị, tăng cường đối thoại với người lao động và phát huy vai trò của công đoàn để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống của người lao động và đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh. Tại buổi làm việc với VNPT Quảng Trị, lãnh đạo Viễn thông Quảng Trị đã báo cáo với đoàn công tác về một số hoạt động và kết quả cơ bản của đơn vị gắn liền với quy chế dân chủ. Là một đơn vị có hơn 370 cán bộ công nhân viên đứng chân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đơn vị nhiều năm qua đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. 5 năm liền được Tỉnh ủy công nhận đảng bộ trong sạch, vững bền tiêu biểu, được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua. Đặc biệt, đơn vị luôn chú trọng đến quy chế dân chủ cơ sở, phát huy vai trò của công đoàn, thanh tra nhân dân, đoàn thanh niên để phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của mình. Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Đức Dũng đã ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Viễn thông Quảng Trị trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, góp phần tích cực vào sự phát triển của địa phương. Trong đó, đơn vị đã dành nhiều sự quan tâm đến sự phát huy hiệu quả của quy chế dân chủ cơ sở, tạo động lực cho sự phát triển của Viễn thông Quảng Trị trong thời gian tới. Chiều nay, Ban tổ chức và Ban giám khảo cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam cấp tỉnh, tổ chức cuộc họp để đánh giá quá trình triển khai cuộc thi và bàn một số nội dung liên quan đến công tác chấm thi. Đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh chủ trì cuộc họp. Sau hơn 3 tháng phát động, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng và tham gia của đông đảo cán bộ đảng viên và nhân dân trên toàn tỉnh. Tổng số bài dự thi gửi lên Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh là trên 80.000 bài. Trong đó, Ban tổ chức đã lựa chọn được 250 bài để chấm vòng sơ khảo và chung khảo. Nhiều bài thi được đầu tư công phu cả về nội dung và hình thức, sưu tầm ảnh minh họa, nghiên cứu cả nguồn tư liệu để làm phong phú thêm bài thi. Qua đó thể hiện được sự hiểu biết và tình cảm của người dự thi về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam. Trong quá trình nhận bài dự thi và cũng như là đôn đốc hướng dẫn là cả cái đảng bộ tổ chức cuộc thi thì chúng tôi cũng có rất nhiều là cái ấn tượng, và cái ấn tượng cái sâu sắc nhất chính là cái sự vào cuộc rất là quyết liệt của cả cái cấp đảng bộ, và có những cái đảng viên tuổi rất là cao, trên 80 tuổi vẫn viết bài dự thi bằng tay. Có những câu chuyện kể rất là cảm động về những người cha, người mẹ đã từng là tham gia trên chiến trường Lào, đã hoạt động trên đất Lào và hiện nay đã đang sống trên địa bàn tỉnh, và cũng là dịp để kể lại câu chuyện của mình cho con cháu nghe. Tại cuộc họp, các thành viên của Ban tổ chức đã đánh giá quá trình triển khai của các đảng bộ trực thuộc từ khi phát động cuộc thi đến nay, đánh giá sơ bộ về chất lượng các bài dự thi lọt vào vòng sơ khảo cấp tỉnh, trao đổi và thống nhất về cách thức chấm và chọn bài dự thi cấp trung ương, cũng như chuẩn bị một số nội dung liên quan cho lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra vào giữa tháng 10. Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Hồ Thị Thu Hằng cho rằng đến thời điểm này, cuộc thi bước đầu đã ghi nhận sự thành công. Đồng chí đề nghị quá trình chấm bài dự thi, các thành viên ban giám khảo bám sát thể lệ cuộc thi, quá trình chấm thi có sự thảo luận và thống nhất giữa các thành viên, đảm bảo khách quan, trung thực, đúng nguyên tắc bảo mật thông tin. Đồng thời đảm bảo tiến độ chấm hết ngày 29 tháng 9 hoàn thành vòng sơ khảo và kết thúc chấm vòng chung khảo vào ngày 6 tháng 10. Chiều nay tại xã Hải Thọ, huyện Hải Lăng, Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường tổ chức cuộc họp để thông tin những nội dung liên quan đến hoạt động của dự án dệt nhuộm mai Hải Lăng của công ty trách nhiệm hữu hạn dệt may Vinatex Quốc tế Tom. Tham dự cuộc họp có đồng chí Hoàng Đức Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các ban đảng Tỉnh ủy và các sở ban ngành liên quan. Tại cuộc họp, sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng và Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường thông tin một số vấn đề liên quan đến dự án dệt nhuộm mai Hải Lăng, cũng như việc triển khai xây dựng các hạng mục phục vụ việc xử lý nước thải trước khi xả thải ra môi trường của công ty trách nhiệm hữu hạn dệt may Vinatex Quốc tế Tom, công tác giám sát xả thải, quan trắc nguồn nước tự nhiên trước khi xả thải, quan trắc lượng nước đầu vào và đầu ra. Người dân bày tỏ vui mừng và phấn khởi khi trên địa bàn có nhiều dự án đi vào hoạt động, góp phần tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương, đóng góp cho ngân sách nhà nước và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Tuy nhiên, bà con cũng hết sức lo lắng trước việc xả thải của nhà máy ra hồ Khe Trà và kênh tiêu xã Hải Thọ trong thời gian gần đây làm ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt và sản xuất nuôi trồng thủy sản ở vùng hạ lưu, và kiến nghị không nên cho xả thải ra hồ Khe Trà, kênh tiêu mà nên đầu tư thêm hệ thống xử lý nước thải để tái sử dụng nguồn nước đã qua xử lý. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Hoàng Đức Thắng khẳng định, lãnh đạo tỉnh hết sức quan tâm và tạo mọi thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động, nhưng phía doanh nghiệp cần phải giải quyết tốt vấn đề môi trường. Các ngành chức năng cần xem xét lại việc xả thải của công ty so với báo cáo. Sở Tài nguyên Môi trường cũng cần trả lời thỏa đáng cho người dân về việc đảm bảo kiểm soát được nguồn nước xả thải. Sự phối hợp giám sát giữa Ủy ban nhân dân huyện, Sở Tài nguyên Môi trường và các xã thị trấn có chặt chẽ, có chịu trách nhiệm trước dân, trước pháp luật hay chưa? Đối với công ty, cần đảm bảo sự phát triển với bảo vệ môi trường bền vững, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người dân, địa phương và doanh nghiệp. Những ý kiến của bà con sẽ được Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng báo cáo bằng văn bản lên Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết. Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017, chiều nay Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị tổ chức chương trình đối thoại chính sách về tài nguyên và môi trường đối với doanh nghiệp. Tham gia vào chương trình đối thoại chính sách bảo vệ môi trường lần này có đại diện của các doanh nghiệp, các phòng tài nguyên và môi trường và Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Trị. Chương trình gồm hai nội dung chính: đối thoại chính sách về bảo vệ môi trường và đối thoại chính sách về lĩnh vực đất đai và khoáng sản, tài nguyên nước. Hội nghị là cơ hội đối thoại thẳng thắn giữa cơ quan quản lý nhà nước về môi trường với doanh nghiệp nhằm đưa ra các giải pháp phù hợp, thúc đẩy phát triển kinh tế song song với bảo vệ môi trường với mục tiêu phát triển. Đại diện các doanh nghiệp tham gia đối thoại cũng đã thẳng thắn chỉ ra những bất cập về ô nhiễm môi trường hiện nay đang gia tăng về quy mô và cường độ. Việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp đang còn gặp nhiều khó khăn và cần sự hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ của các cơ quan ban ngành và cộng đồng. Các đại biểu cũng cho rằng cần phải có một khung chính sách và cách tiếp cận mới về môi trường, vì chính môi trường sẽ quyết định yếu tố phát triển bền vững, tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp cũng như tham gia hội nhập quốc tế. Thông qua đối thoại trực tiếp chính sách tài nguyên và môi trường với doanh nghiệp, ngoài việc giải quyết tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, đây còn là dịp để cơ quan quản lý về môi trường lắng nghe ý kiến phản hồi từ thực tiễn của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch, tạo lập môi trường thuận lợi cho đầu tư kinh doanh, kiến tạo cho phát triển, phục vụ tốt hơn nữa yêu cầu của doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay lúa hè thu đã thu hoạch xong, tuy nhiên tác nhân gây nên bệnh lùn sọc đen vẫn còn tiềm ẩn trên đồng ruộng ở tất cả các địa phương. Thấy rõ điều này, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang tích cực chỉ đạo các hợp tác xã và bà con nông dân ngay từ bây giờ triển khai các biện pháp để hạn chế thấp nhất loài bệnh này trong vụ đông xuân 2017-2018 và những năm tới. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Trong vụ hè thu năm 2017 vừa qua, Hợp tác xã Hà Nam, thị trấn Gio Linh gieo cấy gần 46 ha. Đầu và giữa vụ, cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, nhưng cuối vụ bị bệnh lùn sọc đen gây hại với diện tích lên đến 42,5 ha, nên năng suất chỉ đạt 15 tạ trên 1 ha. Để ngăn chặn và diệt trừ bệnh lùn sọc đen trong vụ đông xuân 2017-2018 và những năm tới, Hợp tác xã đã phát động nhân dân ra đồng tiến hành vệ sinh đồng ruộng theo đúng khuyến cáo của các ngành chức năng, nhất là rắc vôi bột và cày vùi toàn bộ diện tích để hạn chế nơi cư trú và cắt đứt nguồn thức ăn cho rầy là tác nhân gây nên bệnh lùn sọc đen. Lùn sọc đen là một cái bệnh rất là trầm trọng và lây truyền. Cho nên do đó vừa qua chúng tôi đã triển khai thống nhất là phải ra quân toàn diện để là dọn dẹp vệ sinh đồng ruộng, phòng chống dịch bệnh cho vụ là đông xuân 2017-2018. Còn về khâu lâm đất là phải vài vôi, xử lý thuộc rầy và cai vùi tọt rạ, và tiếp đến nếu sau khi cai này xong, trước một tháng nếu cỏ dài còn tiếp tục thì chúng tôi sẽ cho xử lý thuộc rầy và sẽ cai dập lên lần hai. Và tiếp đó sau đó đi vào là gieo cấy để là hạn chế cái thiệt hại cho vụ đông xuân 2017-2018. Nhiều năm qua, trên đồng ruộng Quảng Trị không có bệnh lùn sọc đen, nhưng do nhiều nguyên nhân, trong vụ hè thu vừa qua, loại bệnh này đã xuất hiện trở lại và gây hại ở nhiều nơi. Toàn tỉnh có hơn 1.700 ha bị thiệt hại nặng, chủ yếu tập trung ở các huyện Gio Linh, Vĩnh Linh, Cam Lộ. Nhiều hợp tác xã có hơn 80% diện tích bị bệnh, năng suất lúa đạt rất thấp, có một số nơi mất trắng phải tiêu hủy. Nhận định đây là loại bệnh nguy hiểm và hiện chưa có thuốc đặc trị, khả năng lây lan lớn. Ngay từ đầu vụ đông xuân 2017-2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tham mưu cho tỉnh và Trung ương nghiên cứu có chính sách hỗ trợ, đồng thời chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường tập huấn, phổ biến cho người dân hiểu rõ về bệnh lùn sọc đen và cách phòng trừ. Chúng tôi hiện nay đang tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người nông dân hiểu biết về đề cách phòng tránh đối với bệnh lùn sọc đen. Đồng thời chúng tôi phát động toàn dân ra quân để vệ sinh đồng ruộng, cày vùi, bón vôi tiêu hủy, xử lý tiêu diệt nguồn bệnh lùn sọc đen còn tồn dư của vụ hè thu 2017. Tiếp theo bước vào đầu vụ đông xuân, chúng tôi sẽ tập trung điều tra dự tín dự báo sớm, kiểm tra các mẫu rây lưng trắng đầu vụ và test nhanh đối với bệnh lùn sọc đen. Hướng dẫn bà con nông dân các biện pháp để xử lý hạt giống bằng các loại thuốc và trừ rầy, cũng như là vệ sinh đồng ruộng sạch sẽ trước khi bước vào vụ đông xuân. Trong sản xuất nông nghiệp, để bảo vệ mùa màng, một trong những biện pháp quan trọng đó là phòng bệnh. Do đó, để hạn chế thấp nhất các loại dịch bệnh xảy ra trong vụ đông xuân 2017-2018, nhất là bệnh lùn sọc đen, Các hợp tác xã, bà con nông dân nên tuân thủ các quy trình kỹ thuật mà các ngành chức năng đã khuyến cáo và tập huấn. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin khác. Xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng vừa tổ chức lễ đón nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là đơn vị thứ 3 trong huyện Hải Lăng về đích xây dựng nông thôn mới. Mặc dù với xuất phát điểm thấp, vào năm 2011, Hải Lâm chỉ đạt 6 trên 19 tiêu chí, nhưng với quyết tâm cao, Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Hải Lâm đã đoàn kết chung sức thực hiện hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới. Hơn 5 năm qua, xã Hải Lâm đã huy động được hơn 40 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới, trong đó nhân dân đóng góp trên 18,4 tỷ đồng và hiến gần 28.000 m2 đất, tham gia trên 10.000 ngày công, xây dựng đường giao thông, chỉnh trang nông thôn, thắp sáng đường quê. Thu nhập bình quân đầu người gần 35 triệu đồng một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,1%, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng, đáp ứng tốt nhu cầu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội cho người dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Thành phố Đông Hà vừa tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường. Từ ngày 22 tháng 9 đến nay, Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố phối hợp với Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Đông Hà tổ chức thu gom xử lý rác vô chủ trên tuyến đường Lê Thánh Tông và một số tuyến khác. Sau 4 ngày ra quân, đã thu gom xử lý được gần 100 tấn rác vô chủ trên một số tuyến đường. Sắp tới, thành phố Đông Hà sẽ cắm các biển, bảng hiệu pano áp phích về bảo vệ môi trường, đồng thời bàn giao cho Ủy ban nhân dân phường quản lý kiểm soát hoạt động xả rác thải sinh hoạt trên một số tuyến đường, tăng cường lực lượng kiểm tra xử phạt tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường để làm giảm thiểu các hành vi gây ô nhiễm môi trường. Huyện Cam Lộ vừa tổ chức phát động tổng vệ sinh môi trường diệt lăng quăng bọ gậy nhằm chủ động phòng chống bệnh sốt xuất huyết trong những tháng cuối năm 2017. Đợt phát động lần này được huyện Cam Lộ tổ chức đồng loạt tại tất cả các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị trường học trên địa bàn. Ngay sau lễ phát động, đông đảo cán bộ, nhân dân và học sinh đã đến từng hộ gia đình, hướng dẫn và cùng tiến hành đội chum vải, bể chứa nước thường xuyên, thay nước bình hoa, loại bỏ các dụng cụ phế thải trong gia đình, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm, quyết tâm không để lăng quăng, bọ gậy, muỗi có điều kiện phát triển. Mới đây tại quốc lộ 1A, đoàn đi qua địa bàn phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Trị kiểm tra xe khách mang biển kiểm soát Lào UN 2865. Phương tiện do Trần Đình Giáp, trú tại Đô Thành, Yên Thành, Nghệ An điều khiển theo hướng Nam Bắc. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển gần 3 tấn gỗ, gồm gỗ rắc và các loại gỗ khác. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Trần Đình Giáp không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số hàng nói trên và khai nhận được một người phụ nữ thuê vận chuyển số gỗ này từ Kon Tum sang Nghệ An. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Để góp phần bù đắp những thiệt hại do mưa bão gây ra trong sản xuất nông nghiệp, xã Hải Ba, huyện Hải Lăng đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó tập trung sản xuất hoa màu trái vụ tại vùng cát được chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm chỉ đạo. Vụ hè thu năm nay, toàn xã Hải Ba gieo trồng được 380 ha lúa. Do mưa bão đã làm hơn 50% diện tích bị mất trắng, đó là chưa kể những diện tích hoa màu bị thiệt hại. Để khắc phục hậu quả và phần nào bù đắp cho bà con nông dân, xã Hải Ba chỉ đạo các hợp tác xã tăng cường vận động nhân dân tập trung sản xuất vụ đông tại vùng cát. Đối hợp tác xã Bà Dú thì hiện nay là đã lên khai thác ở đây là 6,8 ha, cộng thêm cấp thêm cho hai cái mô hình 2/1 nữa. Và hợp tác xã là bỏ quỹ hợp tác xã để đào mương tiêu, cống bi và tạo điều kiện để cho bà con khai thác. Và cộng thêm đó là hỗ trợ một phần nào về vấn đề vật tư phân bón để cho bà con phục vụ cho cái vùng cát, nâng đời sống bà con lên càng ngày càng lên. Với diện tích vùng cát khá lớn, xã Hải Ba đã quy hoạch và đưa vào sử dụng hiệu quả gần 40 ha để trồng hoa màu các loại với giá trị thu nhập 70 triệu đồng trên 1 ha. Đặc biệt, với sự vận động và hỗ trợ của hợp tác xã cùng chính quyền địa phương, trong năm nay, nhiều hộ dân đã ưu tiên đầu tư mở rộng sản xuất tại vùng cát. Đặc biệt, các hộ dân đã mạnh dạn trồng các loại cây hoa màu trái vụ nhằm nâng cao giá trị khi tiêu thụ như mướp đắng, dưa leo, dưa gang, ném, cà và kiệu. Đặc biệt, năm nay gia đình tôi tập trung vào cái vùng này để là bù đắp vừa rồi thiệt hại cái bão số 4. Và chăm sóc để cho nâng cao cái sản lượng để sau này để bán có cái giá hơn. Để tập trung cho phát triển vùng cát thì bán xã như là kêu gọi các dự án thì đầu tư là các tuyến đường ra vùng cát. Hiện tại ở Phương Lang, Bài Du, Cổ Lũy đều có tuyến đường ra vùng cát bằng cấp phối, và trên đa đó thì kêu gọi các dự án hiện nay sắp tới là ADB sẽ kéo là các tuyến điện lên để cho bà con là yên tâm để sản xuất. Khuyến khích vận động nhân dân khai thác tiềm năng đất đai ở vùng cát nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập, phát triển kinh tế là một chủ trương đã được xã Hải Ba triển khai có hiệu quả. Trên cơ sở những kết quả đạt được, hiện nay chính quyền địa phương đang đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng vùng cát. Trong đó, chú trọng phát triển cây rau củ quả sạch. Tại thời điểm hiện nay, xã Hải Ba phấn đấu nâng cấp các tuyến đường và quy hoạch từng lô thửa, có chính sách khuyến khích cho các hộ dân ở vùng cát làm ăn với quy mô lớn. Thưa quý vị và các bạn, trẻ em là thế hệ tương lai của đất nước, do đó công tác chăm sóc giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống cho các em học sinh luôn là hoạt động được các cấp bộ đoàn, đội đặc biệt chú trọng. Trong nhiệm kỳ qua, tuổi trẻ Quảng Trị đã không ngừng nỗ lực để có nhiều chương trình hành động vì đàn em thân yêu. Tại trường tiểu học số 1 Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, mô hình thư viện xanh được ngành giáo dục, tỉnh đoàn Quảng Trị và huyện đoàn Triệu Phong phát động một cách hiệu quả, đã góp phần xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, nâng cao văn hóa đọc, phát triển các kỹ năng kiến thức do phong trào đọc sách hiện nay đang bị mai một bởi một số kênh khác như truyền hình, internet cho học sinh. Nếu việc đọc sách trong thư viện theo kiểu truyền thống làm học sinh cảm thấy bị gò bỏ và không muốn vào đọc, thì thư viện xanh ngay giữa sân trường khiến các em háo hức hơn. Thì liên đoàn sẽ tiếp tục triển khai các cái sân chơi để rèn luyện kỹ năng sống, chủ yếu là hai vấn đề, đó là kỹ năng phục vụ cho các em và kỹ năng phòng vệ. Thư viện xanh của trường tiểu học số 1 Triệu Trạch chỉ là một trong rất nhiều công trình của tỉnh đoàn Quảng Trị trong công tác thiếu niên nhi đồng. Nhiệm kỳ vừa qua, các cấp bộ đoàn đội đã tổ chức tốt công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng xã hội cho các em thiếu niên nhi đồng thông qua các phong trào Thiếu nhi Quảng Trị thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, nghìn việc tốt, đọc và làm theo bảo đội, các mô hình thư viện xanh, tiếng loa học tập, dạy bơi miễn phí cho học sinh. Phong trào kế hoạch nhỏ tiếp tục được triển khai hiệu quả, qua đó xây dựng được nhiều công trình măng non có ý nghĩa thiết thực. Mới đây, công trình trường đẹp cho em tại điểm trường Bá Đàn thuộc trường tiểu học Ba Nang, xã Ba Nang, huyện Đakrông với tổng mức đầu tư 600 triệu đồng cũng được hoàn thành và đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu học tập của hơn 70 em học sinh. Đây là công trình nằm trong chuỗi các hoạt động phần việc của tuổi trẻ Quảng Trị nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ 12, nhiệm kỳ 2017-2022. Ngoài ra, tỉnh đoàn Quảng Trị còn vận động các nguồn lực xã hội thực hiện tốt công tác chăm sóc và giáo dục trẻ em. Qua đó, đã trao tặng trên 2.800 học bổng, gần 3.000 phần quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, 75 tủ sách học đường với tổng trị giá trên 2,6 tỷ đồng. Trong thời gian tới, để công tác bảo vệ chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng được triển khai rộng khắp và đạt kết quả cao, thì các tổ chức đoàn đội trong toàn tỉnh sẽ tích cực đẩy mạnh đổi mới hoạt động đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh cũng như các phong trào hoạt động thiếu nhi phù hợp với các loại hình trường lớp, địa bàn dân cư cũng như là phù hợp với nhu cầu nguyện vọng của các em thiếu nhi. Bên cạnh đó tích cực đẩy mạnh phong trào vì đàn em thân yêu, tích cực huy động nguồn lực để làm tốt công tác bảo vệ chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng. Nhiệm kỳ 2017-2022, công tác giáo dục kỹ năng sống, các hoạt động ngoại khóa, tuyên truyền giáo dục tiếp tục được tỉnh đoàn Quảng Trị chú trọng, triển khai đồng bộ, có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức, góp phần nâng cao ý thức công dân, lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu nhi. Đến đây chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.